Thì hôm nay mình sẽ ôn tập. Đầu tiên là cô sẽ ôn tập cái sự kiện trước à. Cô nói về thế nào là sự kiện ha các bạn. Event trong JavaScript thì đây cô thêm một cái bài, một cái file cô nói về cái sự kiện ha, event.html ha. Ok. Đây. Thì để cho các bạn dễ theo dõi á thì cô sẽ để cái file JavaScript trong này luôn ha. Đấy, để dễ theo dõi thì cô để trong này luôn. Rồi, cô thu nhỏ cái anh này lại ha. Ok, để anh này để cô tắt bớt đi nè. Rồi, cô thu nhỏ anh này lại nè. Rồi, cô run anh này nè. Run nè. Ok. Đó, nó sẽ bật ra anh này. Thì cô cũng mở anh này ra, cô thu nhỏ lại. Đấy. Ok. Cô thu nhỏ nó lại ha. Đấy, cô thu nhỏ hai cái màn hình này lại để các bạn dễ theo dõi nè. Nhá. Cô test bên này xong cô chạy bên này đúng không? Code bên này nè. Rồi, cái màn hình thì các bạn nhìn rõ không ạ? Màn hình các bạn xem nhìn rõ không nha? Nếu không rõ thì cô sẽ mở rộng thêm cái, tức là cho zoom lên bừ miếng nha. Còn nếu nhìn rõ thì thôi cô khỏi zoom để các bạn nhìn được nhiều ha. Đấy, các bạn theo dõi code được nhiều nè. Rồi, cái này nè. Cái này là cái thể hiện bên này nhá. Thì JavaScript thường cô sẽ để ở dưới ha các bạn, để ở dưới cùng. Hoặc là các bạn có thể là tách ra một cái file, nhưng mà cô để chung đi ha, để chung để cô có thể để trong một trang cô nhìn cho dễ. Rồi cô sẽ chạy bên này luôn. Rồi trong quá trình đấy thì cô sẽ vào cô admit một số bạn ha. Đấy, để các bạn vào không sao hết nhá. Các bạn vào sau thì cô có thể nghe thôi. Đây. Cái trang của cô đây. Rồi. Ok, hôm nay mình sẽ nói đến cái sự kiện ha. Cô nói đến cái event, sự kiện ha các bạn. À, thì các bạn bất kỳ các bạn làm với ngôn ngữ lập trình nào thì cũng phải nhắc đến sự kiện nhé các bạn. Phải nhắc đến sự kiện. À, sự kiện là cái gì? Sự kiện là sự tác động của cái người dùng ấy. Ví dụ như là click chuột này, di chuột tới này, gõ phím này, hoặc là sự tương tác của cái Windows này, browser này, ví dụ load này, unload này, tức là refresh cái trang này chẳng hạn này, đó load này, hay là resize là on resize, tức là thu nhỏ, phóng to, co giãn kích thước của cái Windows này các bạn, cái màn hình chạy này, browser này này. Đó. Thì là tất cả những thứ đấy thì đều được gọi là event, sự kiện. Thì bất kỳ một ngôn ngữ lập trình nào các bạn cũng phải làm việc với sự kiện nha, không chỉ riêng HTML đâu nhá. À, thì sự kiện là tương tác, chủ yếu là nó nằm ở tương tác của người dùng thôi. Mà cái người dùng là gì? Là cái giao diện các bạn nhìn thấy á, thì là nó gọi là giao diện người dùng. Thì bất kể một cái ngôn ngữ lập trình nào, phần mềm nào thì cũng có giao diện người dùng. Kể cả các cái phần mềm mà các bạn làm trên điện thoại hay là cái ứng dụng khác, tất cả ứng dụng khác thì đều tương tác với người dùng. Thì đều đâu có sự kiện hết. Và để làm việc lập trình tốt thì các bạn phải bắt được các sự kiện đó, ví dụ như là gõ phím, click chuột, di chuột, vân vân. Đó, thì tất cả những thứ đấy thì mình sẽ đều gọi là sự kiện. Thì trong HTML á các bạn, thì cái sự kiện nó sẽ gắn với bất kỳ một đối tượng nào, nó đều có sự kiện hết. Cô lấy ví dụ như trong cái thể P ha, thể P bất kỳ thôi, các bạn để là click me. Ví dụ như thế ha, các bạn chạy nè. Chạy bên này thể chữ click me đúng không ạ? Đó. Click me. Thì với cái thẻ P này nó cũng có sự kiện, ví dụ sự kiện on click. Đấy, sự kiện on click. Đấy, ví dụ như on click. À, thì cái thuộc tính này nè là thuộc tính để chỉ ra là tôi đang gọi cái sự kiện nào. Và ở trong sau dấu băng này, ở dấu nháy này này, tức là cái hành động nó sẽ xảy ra khi mà tôi gọi cái sự kiện, tôi bắt cái sự kiện on click, hiểu không ạ? Ví dụ như tôi bật ra một thông báo là alert. Alert. À, bật ra một thông báo nhé. À, ok. Ok. Đúng không? Ok you. À, đấy. Ví dụ như vậy. Thì khi tôi click chuột thì sao ạ? À, cái browser nó biết là nó bắt được cái sự kiện on click. Thì nó gọi đến cái sự kiện on click này. Sau đấy nó sẽ gọi đến cái đoạn code mà nằm ở trong dấu hai nháy này nè các bạn. Thì nó thực hiện xong thì nó kết thúc cái việc thực hiện này, nó dừng và khi đấy sự kiện này cũng kết thúc luôn. Đấy, tôi click chuột vào đấy. Đấy, thì
thì cái này là OK You đúng không? OK You nó bật ra thông báo. Thì cái khúc đang trong cái dấu nháy này người ta gọi là event handle. À, người ta gọi là event handle. Cô viết cách ra nha ha. Handle. Đó, đó cái điều khiển của sự kiện ha. Đó nó hay vậy đó. Thì khi bắt đầu các bạn phát sinh ra một cái sự kiện, cái vòng đời của nó là gì ạ? Khi các bạn phát sinh ra một sự kiện thì browser nó sẽ biết được, nó bắt được cái sự kiện của bạn là sự kiện gì. Sau đấy nó sẽ gọi cái hành động ở sau tương ứng với sự kiện đó. À, sau đấy nó thực hiện hành động này xong, thực hiện xong, kết thúc cái sự kiện, cái việc thực hiện này thì khi đó cái sự kiện này cũng biến mất luôn. Tức là cái event này nó cũng, vòng đời của nó cũng kết thúc luôn. Nó die luôn. Đấy. Thì có nhiều sự kiện lắm các bạn, di chuột lên thì là on mouse over. Đây, đi ngược với on mouse over sẽ là on mouse out. Đây. Đi với on mouse down thì on mouse up. Nó sẽ có từng cặp á. Đấy, on mouse move thì có on mouse leave. Vì thế. Đấy, nhấn đưa chuột vào, on mouse enter, ví dụ thế ha. Rồi. Rồi còn on mouse wheel, kinh không? Thì bất kỳ các bạn thấy là có chữ on đâu thì nó là sự kiện. On a board, on blur, on can play, nhiều lắm. Rồi on chain, on text menu nhiều lắm, on double click. On click thì nó đi với on double click, drag là kéo thì đi với drop là thả. Hiểu không ạ? Nó nhiều lắm các bạn. Cứ có chữ N ở đâu kéo thả nhé. Mà nắm nắm một cái vật nào đó, nắm một cái đối tượng nào đó trên browser, nắm kéo thả. Đấy. On drop, đúng không? Nhiều lắm. Cứ có chữ on đầu các bạn. And not on focus. On blur thì nó đi ngược với on focus. Vì thế. Đấy. Rất là nhiều ha. On key up thì đi với on key down. On key press. Đúng không ạ? On load. Cái này cô nói các bạn đó ha. Đó. Có rất là nhiều sự kiện, các bạn nhìn thấy không? Rất rất là nhiều sự kiện ha. Nó có chữ on ở đầu. À là cứ on ở đầu nó là sự kiện, đúng không ạ? Ok. Đấy. Thì các bạn thường các bạn sẽ cần dùng sự kiện nào, các bạn học sự kiện đó. Ví dụ có một số cái sự kiện mà các bạn hay dùng. Ví dụ sự kiện mà liên quan tới liên quan đến chuột á, các bạn mouse. Liên quan tới chuột thì các bạn có là cái gì ạ? À? Đây, ví dụ cái mouse, cái sự kiện liên quan tới chuột thì có sự kiện gì ạ? À? Thứ nhất là on chuột nha, mouse. Thì các bạn có là on mouse over, các bạn hay đi này. Nó đi cặp với on mouse out nè. Over đưa con chuột lên trên đối tượng và đưa con chuột ra ngoài. Đúng không? Rồi on mouse up, on mouse down, on mouse up thì nó đi với on mouse down, ví dụ thế. Đấy, leave, move rất là nhiều lắm. Ok. Giờ cô lấy cái on mouse over nhá, cô lấy một cái ví dụ nè. Bây giờ cô cho một cái hình đúng không ạ? À đây cô để cái hình nha các bạn, cô coi nào. Image có cái hình gì chưa? Chưa có đúng không? Bây giờ cô lên mạng, cô đào một cái tấm hình về ha. Rose, đào Rose đi ha. Rồi để image. Đấy, rất là nhiều bông hồng xinh đẹp đúng không? Rồi các bạn lấy một cái hình bất kỳ, các bạn đào nó về ha. Rồi các bạn đào nó về, save. Save cái hình này về. Ok. Các bạn để vào cái đường dẫn của mình ha. GS cơ bản này, image này. Đấy, các bạn có thể đặt lại cho cô là rose. À không nhé, rose không, không 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 đi, save. Rồi hình khác. Ok. Save. Rồi rose 01 đi ha. Đặt cho vui thôi ha. Rồi rose 02. Save. Cô đào một lần luôn ha. Đào để dùng thôi. Đấy nó repack cái gì kệ nó. Ok. Đấy một vài cái rose cho vui ha. Rose 03. Đấy. Đấy cô có bốn cái hình ha. Rồi.
Bây giờ cô thử là cô có bốn cái hình, sao mà đào sao mà ra RPG hết à? Ok. Thì bây giờ các bạn, cô để cái hình nhé các bạn. Cô để cái hình nè. Đây. Cô để là img ha. Chấm sẹt nè. Image nè. Đó, cô lấy rose không? Ok. Đấy, ra rose không? Các bạn có thể đặt cho nó là kích thước ha. Cô đặt kích thước ở đây này, style nhé các bạn. Đặt kích thước cho nó gọn gàng, cho nó giống nhau để nó khỏi bị nhảy ha các bạn. Nhảy hình nhá. Thì các bạn có img này, đặt cái width cái hay nhá, width. Ví dụ như là 300 pixel hay 250 đi ha. Ok. Đấy, nhỏ xinh rồi ha. Nó méo mó kệ nó xíu, nó chắc chắn là bị méo hình đấy. Ok. Rồi, bây giờ cô muốn khi đưa con trỏ lên cái hình này thì nó đổi sang một hình khác, đưa ra nó đổi lại hình cũ. Thì cái sự kiện đấy thì mình phải gọi tới on mouse over, đưa con trỏ lên đối tượng mà. Thì on mouse over đưa con trỏ ra thì là on mouse out. Thì cô sẽ có hai cách để làm. Có hai cách để làm nhá. Cái này cũng là DOM nha các bạn. Cái này vừa là sự kiện vừa là DOM luôn này. Vừa là sự kiện vừa là DOM này. Thì dễ thôi, nhìn vậy thôi cho nó rất là dễ nha. Các bạn nhìn nha. Thực chất ấy là khi cô đổi hình á, là cô đổi cái đường dẫn này thôi. Mà đường dẫn này á, thì cô phải tác động lên cái thể img ha. Cách mà các bạn thấy rất là đơn giản thôi. Rất là đơn giản, dùng sự kiện không thôi, không liên quan đến DOM. Cô gọi sự kiện on mouse over. À. Thì khi đó cô đổi cái src, cô lấy đít chấm src, cô đổi bằng một cái đường dẫn khác. Hiểu không ạ? À, cô đổi bằng cái chấm sẹt. Đúng không? Rồi cô copy cho nó nhanh nhá. Cô đổi cái src này. Đít là chính nó, đít là img này, cô đổi luôn anh này ha. Đấy, cô đổi luôn anh này. Đây. Cô đổi thành cái 01 ha. 01 rồi các bạn thử nha. Đưa trỏ vào này. À, đưa chưa? Đưa trỏ vào này, thấy chưa? Đổi rồi đúng không ạ? Để cô bó góc lại nhìn cho nó cho đẹp ha các bạn. À, bóc bóc xa đầu hả? Bóc xa đầu. 0 0 5 pixel gray. Border radius các bạn để khoảng 5 pixel. Ok. Nhìn bó góc đẹp ngay. Rồi đưa con trỏ vào này. Nó đổi hình đúng không? Nhưng mà đưa con trỏ ra chưa đổi lại hình cũ. Thì bản chất là nó giống cái này, nó chỉ đổi lại cái sự kiện thôi, nó đổi lại cái event thôi. Thì cái này các bạn đổi thành là on mouse out. Và cái này các bạn đổi lại hình cũ, hình 01 00. Đây. Lại nha, đưa vô này. Đưa ra này. Đó. Ok, quá dễ đúng không ạ? Đấy, vậy là mình bắt được sự kiện là on mouse over và on mouse out. Thấy chưa? Quá dễ. Đúng không ạ? Rồi. Chuột thì ngoài cái over out thì nó còn có là click đúng không ạ? Double on click nè. Thì nó tương đương với on double click. Đó. Đúng không ạ? Còn cái gì nữa? On click, on double click chuột. Rồi on. Thực ra chuột thì còn có on focus và on blur. Thì nữa tôi sẽ nói về on focus, on blur sau ha. Đấy, thì mình bắt sự kiện nó gọi đúng sự kiện thì nó gọi gọi over cái thì nó đổi cái đường dẫn thành cái hình hình 01. Tôi đưa bắt sự kiện đưa trỏ ra cái nó gọi lại sự kiện không lấy lại đường dẫn là 00. Thế thôi. Nó bắt đúng sự kiện thì nó gọi cái anh này. Rồi cách thứ hai nhé các bạn. Cách thứ hai này. Cách thứ hai thì các bạn nhìn là nó ra vẻ JavaScript hơn này. Có nghĩa là các bạn biết là khúc trong này này. Cái khúc mà cô bôi đen đó thì mình gọi là event handle. Đúng không ạ? Event handle. Thì nó có thể là một câu lệnh. Nó có thể là nhiều câu lệnh. Đúng không ạ? Nó có thể nhiều câu lệnh. Thì bây giờ thay vì các bạn viết trực tiếp vào đây, các bạn có thể tách nó ra để các bạn viết một cái hàm. Ok. Và đây tôi viết một cái hàm ở đây. Tôi viết một cái hàm function này các bạn. Cái function lần trước cô nói rồi nha. Thì các bạn coi lại cái video function lần trước ạ. Các bạn coi lại đi, cái đấy nó rất là thú vị đấy. Cô giảng rất là kỹ.
Đấy, img over ha. Đấy, tôi gọi vậy thôi. Và thay vì để đít nè các bạn, thì tôi phải bắt được, cái này rất là quan trọng này. Cái này là quan trọng trong DOM nhé. Cô đang muốn thay đổi cái đường dẫn của nó, src, cái source của nó, đường dẫn của nó này. Thì cô phải tác động được trên thẻ img. Mà muốn tác động trên thẻ img thì tôi phải gọi được nó, phải lấy được nó ra. Thì có những cách để lấy nó trong DOM. Trong DOM nhé, DOM này. Thì có cách để lấy nó. Thì cách thứ nhất là các bạn dùng cái document chấm get element by id. Đó là cách thứ nhất. Cách thứ hai các bạn dùng là document. Đây các bạn mà thấy nhỏ quá thì tăng lên nhá. Đây. Document chấm get element y lemon có chữ s nha, by tag name đó, rồi by name, by class name ha, thôi cô nói sương sương vậy thôi. Rồi có cách tiếp là document chấm query selector đấy, và document chấm query selector all. Đó. Thì có rất nhiều cách thêm cái này hai cái nữa nhưng cô không gõ nữa. Thì anh này nè, anh trả về một phần tử, một đối tượng ha. Còn anh này anh trả về mảng. Anh này anh trả về mảng. Anh này là cũng trả về một đối tượng. Và anh dưới thì là trả về mảng. Rồi. Thì nếu là dùng cái by id thì nó trả về một đối tượng thôi. Nhưng nếu mà by tag name, ví dụ như thẻ img á, lấy theo thẻ img các bạn, tức là nó sẽ trả về mảng đó. Mặc dù trả về một phần tử nhưng một phần tử đấy là của mảng. Cho nên các bạn phải làm việc với nó đối xử như là mảng. Cho nên là cái cách này người ta ít dùng. Các bạn ít dùng hơn. Tại vì khi làm việc với mảng nó phức tạp hơn. Rồi, cái này selector này này thì cái phần trong cái selector của nó tương đương với cái selector của CSS nha các bạn. Đó, nó đúng cái selector của CSS luôn. Thì nếu như để là query selector nó cũng trả về một phần tử và trả về phần tử đầu tiên. Nếu như là nhiều ha. Nhưng mà nó trả về một phần tử thôi và trả về phần tử đầu tiên. Còn anh query selector all thì nó trả về cũng là dạng mảng, tức là nó trả về hết tất cả những cái gì giống nhau ha, nó trả về hết. Thì cái này thì bữa nào nói quỹ về DOM thì cô sẽ nói ha. Thì trong trường hợp này các bạn có thể dùng, cô thì hay dùng query selector. Đấy, cô trả về thẻ img. Đây. Thì để mà lấy được anh img đấy, image đấy thì cô sẽ để là let hoặc là va tùy các bạn á, let va gì đó cũng được. Đó, my img ha sẽ gán bằng document.query selector ha. Cô để cái thẻ là img. Nó trả về một phần tử thôi. Rồi, sau đó cô muốn đổi over, tôi muốn đổi. Khi over tôi muốn đổi đúng không? Thì tôi sẽ đây. img my img chấm src gán bằng, tôi gán bằng cái đường dẫn này luôn. Đây. Gán bằng cái đường dẫn này luôn. Đấy. Ok. Đấy. Rồi, còn tôi viết một cái function nữa. Đây. Đặt tên là img out. Đó. Ok. Tôi cũng làm như thế, nhưng mà tôi đổi lại số số 0 hình cũ. Rồi, ở trên các bạn chỉ cần thay cái chỗ này nè. Thay cái chỗ này nè. Bằng cái tên hàm mà các bạn là img over. Còn ở dưới là các bạn thay bằng tên hàm là img out. Ok. Rồi chạy thử nha. Đấy, ok chưa? Tôi đổi hình khác để các bạn test nha, hình 02 đi ha, để các bạn test này xem đúng không nha. Đấy, đổi 02 chưa? Chính xác nha. Đấy. Thì cái này gọi là đó, các bạn bắt sự kiện. Và cái hàm này nè, đó thì cái khúc mà phía trong này người ta gọi là event handle nha các bạn.
Đấy, lưu ý cho cô. Đấy, cái này là sự kiện nè, cái này là event, cái này event nè, còn cái này là event handle này nhé các bạn. Đó, các bạn phân biệt cho cô nhé. Đó, thì cái này là bắt sự kiện nhé. Sự kiện rất dễ ha các bạn, cực kỳ dễ ha. Rồi, đó là một trong những sự kiện là liên quan tới chuột đúng không ạ? Rồi, bây giờ cô sẽ bắt một cái sự kiện nữa không liên quan đến chuột mà liên quan đến phím. Chuột thì mình sẽ nói tiếp vào khúc sau ha. Rồi, liên quan đến phím ha các bạn. Đấy, liên quan đến bàn phím á, key á, thì mình có là key, thì mình có là cái key key press này, key press này, key down này, key up này, tức là nhấn phím, nhả phím. Còn cái này là gõ phím, ok, nhấn nhả gõ, ok, đấy, được chưa? Rồi tí nữa cô sẽ nói luôn đến on focus, on blur luôn nha. Tức là đưa chuột vào và đưa chuột ra đó. Ok, thì mình làm một cái form ha các bạn, một cái demo này. Rồi cái này mình cứ để đây không sao hết nhá, không ảnh hưởng gì hòa bình thế giới ha. Rồi, nói đến key gõ thì các bạn thường sẽ hình dung tới cái việc các bạn gõ phím ở đâu đó, thì mình sẽ nhắc tới form. Mình sẽ nhắc tới form nha các bạn, thì cô tạo một cái form ở đây ha. Cô tạo một cái form ở đây. Tạm thời các bạn chưa quan tâm tới cái action vội ha. Nhìn vậy thôi các bạn chưa quan tâm vội. Ok. Từ từ các bạn học web, các bạn sẽ quan tâm tới cái action sau. Giống như một số bạn đã học Node.js á, các bạn sẽ quan tâm tới cái form này, cái action đấy là cái gì ha. Còn các bạn hiện tại là chưa quan tâm vội. Thì trong cái form này các bạn quan tâm cho cô là gì ạ? Muốn tạo form thì có thể form ha. Quan tâm cho cô thứ nhất đó là cái name, tên form. Ví dụ như các bạn làm cái app login ha, cái form from ha, form cô để là from login, hoặc các bạn đặt cái ID cho nó. Thực ra ID là để nhận diện thôi, để khi các bạn gọi nó thôi, get element by ID thôi. Ok, đặt cũng được, không đặt, khi đặt thì đặt thôi, các bạn gọi hay không là việc của các bạn. Ok, giả sử trong cái form tôi có một cái input là tôi để nhập cái username ha. Đây, các bạn để cái input này. À, để kiểu là tag ha. Tag. Rồi, name các bạn đặt cũng phải đặt tên nha các bạn. Cái form này nè thì trong cái thuật ngữ của cái HTML á, thì cái input này mình gọi là một cái control, một cái điều khiển. Thì tất cả những thứ này các bạn phải đặt tên. Ok. Với cái input mà các bạn không để gì thì nó sẽ là ngầm đỉnh là text. À, nhưng mà mình cứ để ra cho nó tường minh ha. Rồi cũng phải đặt tên cho nó và đồng thời đặt luôn ID cũng được ha. Đặt tên cho nó. Ví dụ có đặt là txt username. Rồi tôi đặt luôn cái ID cho nó cũng vậy, cũng giống như vậy. Không nhất thiết phải giống nhau nhưng cứ đặt vậy thôi. Đặt cho giống nhau ha. Đây, cái form của mình này. Cô để cái thẻ H1, H2 ở đây đi. Cô để là login đi ha. Đấy, cái thẻ H2 để đấy cho phân phân biệt cái này á. Đấy. Thì các bạn có thể đấy một cái text placeholder ha. Cái trình đặt chỗ đặt nó lên là nhập gì ạ? Nhập username hoặc là nhập mật khẩu ở nhập nhập gì đó, nhập tên đăng nhập gì đó ha. Rồi. Tiếp nha các bạn, tiếp mình đến cái mật khẩu này, password ha. Mình để là input 2.password để cho nó nhắc. Tên cô đặt cũng txt password ha các bạn. Password. Rồi cái ID cô cũng đặt vậy. ID cô cũng đặt như vậy ha. Ok. Rồi, chỗ này cô cũng để cái placeholder đặt là nhập password ha. Ok. Rồi. Đó, có được hai cái input này các bạn. Đây các bạn có thể zoom lên các bạn coi ha. Đây. Đấy. Đây cô zoom lên bờ xíu. Đây các bạn zoom lên tí hoặc là dùng set s để làm kích thước. Rồi có thêm một cái nữa là một cái input à một cái button ha. Các bạn có thể để button. Đó, type Type nhớ đặt để type là button cho cô nhé. Nếu không thì nó sẽ ngầm định là lock submit đấy. Đấy.
Thì các bạn để cho cô là chữ login vào đây ha. Cái button. Button thì là click chuột được nữa các bạn. Đó. Đấy, cái này là đưa chuột vào này. Thì khi đưa chuột vào nó sẽ bắt sự kiện on focus. Nha. Thử test thử nha. Rồi cô enter xuống dòng nè. Nhớ là enter cái khúc này nè. Đấy, vẫn là nằm trong thẻ input nha. Thẻ P của cô đây. Cô vẫn đang nằm trong thẻ input nè. Cô bắt cái sự kiện on focus nha. On focus. Đưa trỏ vào. Cô ví dụ như là cô alert. Đấy. Đấy. Focus me. Cho vui thôi, đưa trỏ vào này. Đưa trỏ vào nha. Thấy chưa? Focus me. Tức là nó sẽ bắt. Trời, chết rồi, nó lặp vô hàm rồi các bạn ơi. Tức là nó cứ cứ không đưa trỏ ra được ấy. Đấy. Ok. Không sao, lưu lại. Ây da, đưa trỏ sang đây, refresh nó lại đi. Đấy. Rồi nó cứ dậy hoài á. Đấy, bắt cái này nó dễ. Tức là nó cứ nhảy vào, nó không bị bật ra. Nó cứ nhảy ở trong này nè. Là nó cứ focus hoài đấy. Đấy. Rồi. Tức là đưa trỏ vào thì nó gọi đến cái on focus ha các bạn. Đấy. Hoặc là các bạn viết ra cái gì hoặc là làm gì đó ha. Hoặc là đổi màu nè. Khi cô đưa con trỏ vào. À. Focus đưa trỏ vào. Thì ví dụ như là nó sẽ đổi cái màu này nè. Đúng không? À, đổi màu này thì nó bắt cái sự kiện khác, nó bắt cái khác. Okay. Nhưng mà đổi được ha. Đổi được, tôi sẽ đổi cái bàn cũng vui lắm. Đổi tí cho vui ha. Cô sẽ đổi thành màu, sao tự nhiên nó đổi sang màu xanh ta? Đổi sang màu đỏ ha, hoặc là màu đỏ đi ha. Vậy tôi sẽ viết một cái hàm. Viết trực tiếp cũng được, tôi viết một cái hàm đúng không? Tôi viết một cái hàm là function. Đấy, focus. Focus username. À không, mình đặt là gì ta, đặt gì cho dễ nè, đặt gì nè, focus username đi ha, username đi ha, đặt cho vui thôi. Vậy thì thứ nhất là cô phải lấy được cái thằng đối tượng này nè, cô muốn tác động lên chính nó này, thì cô phải lấy được input này, mà lấy input này có thể lấy thông qua name hoặc lấy thông qua ID ha, lấy thông qua ID nè, được chưa? Đấy, document chấm query selector lấy qua cái ID ha, cái gì cũng được ha. Thăng này nếu selector phải để thăng nha. Các bạn để ý nè. Nếu selector thì ID phải để thăng ha. Rồi, chấm nè. Chấm style nè. Đấy, chấm nè. Border nè. Hoặc là box shadow nè. Box shadow. Tức là bình thường box shadow ở trên ấy các bạn để có dấu gạch. Thì trong JavaScript không để dấu gạch. Ở trên các bạn box shadow bạn để gạch ngang đúng không? Ở dưới là không để dấu gạch ngang. Và chữ này viết hoa đúng không? Rồi bằng 0, 0, 5 pixel red để màu đỏ ha. Rồi. Ok. Đấy, cô có thể gọi cái hàm này ở trên này nha. Cô phải gọi nó nha, phải gọi mới được. Đấy, mình viết hàm xong mình phải gọi nó. Focus name. Rồi, test thử nha. Ồ, không được. Từ từ, bình tĩnh. Nó phải khi focus, nó phải gọi. Focus username. Rồi, cô thử nhấn F12 xem có lỗi gì không nha các bạn. Console này. À, nó không có lỗi, nhưng nó không gọi. Từ từ nha. Cô sẽ coi vì sao các bạn không cần phải lo lắng. Từ từ, tại sao mà khi gọi cái này cô không gọi được box shadow? Có, nếu như cái này lỗi, từ từ nha, nếu cái này lỗi thì nó sẽ báo lỗi ngay. Vậy thì chỗ này border, cô thử cái border nha. Thin solid solid red nha. Cô test thử này, nó phải mình test coi vấn đề gì. Ồ, sao ta, sao không có đổi, khoan, style
Query selector chấm style on on focus từ từ phải được chứ nhỉ. Rồi cái style style bằng border thin solid solid red border được ha, được được. À khoan, từ từ, khi focus nó bị đè nó có, nhưng khi focus nó bị đè, khi focus nó bị đè cái viền này, khoan, viền này nó gọi khi nào các bạn nhỉ? Border thì được, nhưng mà đây để chứng minh nó được, cô tắt cái này đi, cô đóng cái này đi nha, chỉ có để chữ này thôi. Rồi cô xóa luôn anh này đi, các bạn để ý là nó vẫn ra cái red nè. Ủa khoan, từ 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 từ, style border thin solid Hình red, như là hình như là cô cô phải phải cho cho nó 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 cái cái CSS CSS của của cái cái input input là là cho cho cái cái border border nó nó ẩn ẩn đi đi á á cô, cô, thì thì cô cô mới mới chèn chèn được được border border vô. vô. Không, khi nãy chèn được mà. Dạ Dạ thì thì tức tức là là cái cái mặc mặc định định của của nó nó vẫn vẫn đang đang có có một một cái cái border border màu màu đen đen đó đó cô. cô. Đúng rồi, nhưng mà mình Dạ đè nó thì nè, mình cô đang đè CSS nó là nè. nó tắt cái đó đi thì nó Đúng mới rồi, chạy được, nha. chứ Chứ không không cái cái mặc mặc định định nó nó vẫn vẫn chạy chạy ấy ấy không. không. Thử nha. Không, là nó đã có border về cái này là outline nè. Outline nè. Để nâng nha. Thử thử nha. Từ từ. Không. Nó sai cái gì á? Khoan. Nó sai cái gì đó? Từ từ nha. Take the username, query selector. Nếu mà cái này không thì nó sẽ bỏ lỗi. Nó sẽ bỏ lỗi F12 cái nha. Coi nó lỗi không? Nghĩa là không lỗi. Nó sẽ bảo cái gì? Dom input should have autocomplete. Không phải. À, cái này không phải. Khoan. Nó không lỗi. Nếu không thì nó phải bảo lỗi. Kể cả dưới này nè các bạn. Query selector outline none border none coi nha. Từ từ F12 coi. À cái này border none outline none rồi. Rồi. Rồi cô thêm cái nữa hả? Vậy là cái style này nó đúng. Vậy cái box shadow thử coi nha. Vậy cô để cái box shadow đi ha. Shadow có chữ R không ta? Nhiều khi cũng Không không gọi có. sao đây không có. Không có R. R 0 0 5 pixel red ha. Red. Ok. Ờ có này. Đúng không? Rồi, ok. Vậy thì cho hết đống này vô đây. Được không? Rồi gọi vô. Ờ, được rồi. Vậy là khi nãy cái outline kia nó đè đúng không? Là do cái thằng outline về border. Rồi, ok. Chính xác, vậy là bạn nói đúng, mình phải cho nó bằng không, bằng nâng trước đúng không? Vậy cái này là border radius bằng 5 đúng không? 5 pixel đi ha. Đấy. Đẹp liền, ok chưa? Đấy, kiểu thế nhá. Rồi. Đơn trỏ ra. Đơn trỏ ra mà các bạn muốn để lại như cũ á thì các bạn phải có cái on blur. Hiểu hiểu ý không ạ? Nếu các bạn đưa con trỏ ra mà muốn trở về như cũ
thì các bạn bắt cái sự kiện on blur. Đây. Các bạn bắt luôn cái sự kiện on blur. Đấy, nó đi một cặp nhé các bạn. On blur là gì? Sự kiện on blur là cái sự kiện mà blur đi ha. Mình để chữ blur username ha. Rồi, cái sự kiện on blur là cái sự kiện mà nó ngược với sự kiện on focus. Hiểu không ạ? On focus. On focus đơn trỏ vào. Thì on blur là đơn trỏ ra, miễn là ra khỏi đối tượng thôi. Vậy thì tôi sẽ viết một cái function kiểu như thế này. Đúng không ạ? Đấy, nó bắt cái sự kiện on blur. Đấy, và tôi để nó về như cũ. Khoan. Để nó về như cũ thì cơ cho phần muscle là nâng là được rồi. Không. Đâu có được. Cái này hết nâng nè. Cái này nè, khoan. Nó không không nhận em, nó không nhận. Nó không nhận đâu. Em định cho cái này nâng nó không phải đâu. Cái này border. Border ngoài nâng nó có gì ta? Ngoài nâng nó có gì ta? Không có đúng. Outline ngoài nâng còn gì? Còn gì ta? Hết nâng à? Xóa, xóa thử coi nhé. Ê, xóa nó kỳ nha. Xóa hơi kỳ ạ. Đưa vô đúng này, đưa ra nè. Kinh quá. Đưa ra kinh quá. Rồi, ok. Rồi, xóa đầu, xóa xóa đầu đúng không? Xóa xóa đầu đi. Ok, xóa border radius đi. Ủa, vui vậy? Nói đùa, cô làm biếng xóa mấy cái này lắm nha. Để mỗi các bạn cho vui thôi đó. Ok, test thử nha. Đưa ra. Rồi, ok. Như cũ. Như cũ. Ghê không, ghê không? Xóa đi là xong. Còn cái này không xóa không được nha các bạn. Không xóa nó vẫn giữ năn ạ. Không xóa nó vẫn giữ năn ạ. Đấy thấy không? Không xóa nó vẫn giữ năn này. Ok, cho nên cũng phải xóa nó đi. Nó vẫn giữ như cũ đó. Ok. Thôi mình test cho vui thôi. Chứ làm này cũng phiền phết ấy. Thực ra là các bạn làm CSS, các bạn muốn làm đẹp, các bạn phải làm tỉ mỉ. À, đó là nguyên tắc của cái anh làm front end các bạn. Đây cô chỉ biểu diễn cái JavaScript thôi. Chứ bình thường không ai làm, các bạn làm focus, các bạn làm phía trên này nè. Các bạn làm phía trên này nè. Input 2 chấm nè, focus nè. Đó, làm trên này. Hiểu ý không? Đấy, cô đang biểu diễn cái anh ấy cho vui thôi, cái anh sự kiện ấy. Sự kiện on focus và on blur thôi nhé. Các bạn đừng có rối ha. Thực ra là cô biểu diễn cái JavaScript. Còn nếu thực sự các bạn làm CSS ấy, thì nó có một cái thuộc tính, một cái selector là focus ở đây này, với là lỗi hay không lỗi này, invalid với valid ấy. Đã các bạn dùng cái đấy để xử lý là xong rồi. Nó nhìn gọn ha. Nói cô Hương vẽ việc. Thực ra là không phải vẽ việc đâu. Tôi vẽ để tôi demo thôi. Rồi, mình bỏ qua hai anh là on focus và on blur nha. Mình đi vào cái anh on key ha các bạn, cô xóa luôn để khỏi rối nha. Cô xóa chỗ này đi ha. Ở dưới cô comment lại. Rồi, ai nhắn gì cô ạ? À? Ai nhắn gì cứ mở tiếng ra nói đi ạ. À. Đây, hình như khi nãy tôi quên cho các bạn vào hay sao á, xin lỗi các bạn nha. Khi nãy giờ cô mải cô quên á. Rồi, ok, xin lỗi các bạn. À, xin lỗi các bạn nha. Khi nãy cô mải dạy, cô quên add các bạn vào nhé. Không sao, cô có quay video lại ha. Rồi, ai vừa nhắn gì các bạn cứ hỏi thoải mái nha. Rồi, nữa, admit tiếp hả? Ok. Rồi, tiếp tục nha các bạn. Cô tiếp tục đến cái phần, mình comment cái phần này lại ha. Cô tiếp tục rồi, cô comment cái bông hoa này nữa này. Để các bạn đỡ bị rối ha. Chữ P và cái bông hoa này của mình ha. Mình comment lại đi ha, khỏi rối. Rồi, mình tập trung vào anh này thôi. Rồi, nữa nha các bạn, nữa. Các bạn xin admit vào nữa. Ai nhắn gì cứ nhắn. À, trên cái ấy của cô ha. Trên cái YouTube thì cô gửi cho cái link YouTube.
Đây, để cô gửi cho cái link YouTube này, cái link này này nhé. Cô sẽ add vào đây, cái này cô sẽ add là cái ôn tập ha. Đấy, cô sẽ add cho các bạn cái link, rồi các bạn có thể vào cái group ôn tập JavaScript này, lấy lại để cô pause. Cô ở không không pause được, cái này dừng luôn, không thể pause ta. Rồi có cái lấy lại ra riết cơ bản, các bạn join vào group này cho vui nè nhé. Lâu lâu mình nhào vô đây mình học thêm, cần hỏi gì hỏi ha. Ok, lấy lại cơ bản ha, cô gửi các bạn. Ok rồi, mình quay lại ha, quay lại anh này ha. Rồi nữa hả? Tí nữa nha, các bạn chờ xíu, những bạn mà tinh tinh chờ xíu, cô làm tiếp cái này. Chắc hôm nay hơi lâu quá ta. Rồi, mình đi tiếp cái sự kiện on key ha, key up, key down này. Cô lấy ví dụ là khi cô gõ này, cô gõ ví dụ như bây giờ cô gõ là Nguyễn Văn A gì đó, username là ví dụ Hường TT. Đấy, cô gõ dấu cách nào không cho, ví dụ vậy, cô gõ dấu cách không được, cô gõ dấu amok không được, ví dụ username không có dấu ký tự đặc biệt, dấu thăng không được, số 1, 2, 3 thì được, ok, số thì được, số với chữ thì được, dấu cách không được ha, hóa thường đều được, cô gõ thì được, còn ví dụ gõ những cái khác không được. Vậy cô lấy số đi nha, cô gõ số được, ví dụ cái này là số điện thoại đi. Bây giờ cô muốn là cô gõ số thì ok, nhưng không phải số không cho gõ. Ví dụ cô gõ 1, 2, 3 thì được. Bây giờ cô gõ ABC không cho ha. À, không cho có thể nó xóa. Nó xóa nó bắt mình gõ lại ha. Thì cô sử dụng cái sự kiện là key bắt phím. Rồi. Thì ở đây thì cô sẽ giải thích một số cái key. Key down là nhấn phím, key up là nhả phím và key press là gõ. Thì thực ra ba cái này nè, cô dùng tốt nhất vẫn là với key up, tức là khi nhả phím thì nó mới bắt sự kiện. Down nó chưa bắt, nhả nó mới bắt, thì cô bắt sự kiện up, cô không bắt sự kiện key press luôn. Ok, cô lấy ví dụ ha. Số đây, ví dụ cái này cô gọi cái sự kiện là on key, vẫn trong cái thể input đấy nhé, on key up, cô gọi sự kiện là nhập số, nhập số nhá, nghĩa là chỉ được nhập số thôi. Thì tôi viết cái function là nhập số. Đây, tôi viết dưới cái này đi ha. Cái function là nhập số ha. Function là nhập số. Thường cái hàm các bạn viết là động từ và chữ đầu viết thường ha các bạn. Hàm là thực hiện một cái hành động nào đó mà. Một hành động mà hành động thì là động từ. Đó, động từ ha các bạn. Ok. Rồi. À, bây giờ cô sẽ, đầu tiên là cô sẽ lấy được cái giá trị các bạn nhập vào đã. Ok. Lấy được giá trị nhập vào. Lấy nhà giá trị nhập vào thì có nhiều cách để lấy. Cách thứ nhất là cô lấy tên form, xong cô chấm tên, tên của cái controller đấy, control đó. Xong cô chấm value. Hoặc là cô lấy theo cái ID xong cô chấm value cũng được. Cách nào cũng được. Nhưng mà cách lấy từ cái form này chấm cái tên của cái control ấy, nhiều người ít người làm. Ngày xưa cô hay làm lắm, bây giờ ít người làm. Thế nên các bạn không quen. Cô làm thử cho các bạn coi. Cô sẽ lấy là tên form, xong chấm tên của txt username là tên cái control đấy nhé, chấm value là các bạn được cái giá trị của nó. Không tin thì các bạn alert nó ra. Alert nó ra. Ok. Gõ phím nè. Số 3, số 2. Nó alert ra số 2. Đúng không ạ? Gõ số 4, nó alert ra 24. Tóm lại nó alert ra cái chuỗi này nè. Ok. Rồi. Đấy, nó alert ra cái chuỗi. Chuỗi này nó cái value toàn bộ cái giá trị của nó. Rồi. Bây giờ nhiệm vụ của cô là gì đấy ạ? Nếu như mà ký tự các bạn vừa gõ, là key code á, key code các bạn vừa gõ thì nó bắt cái key code nha, khi bắt sự kiện á. Khi gọi sự kiện này nè, nó sẽ bắt cái key code. Được chưa?
Key code này mà không phải số thì nó sẽ không cho nhập, tức là nó xóa đi. Nó xóa ký tự đấy đi luôn. Hiểu không ạ? Nó xóa ký tự đấy luôn. Thì đầu tiên thì cô sẽ gán này. Gán là số này, let này, số gán bằng này. Ok. Mặc dù để username đó nhưng mình test số thì nên cô để số. Rồi. Bây giờ mình bắt cái key code nha, if nếu cái key code đây, key code đấy, à khoan, event chứ, event chấm key code đấy. Không thì các bạn vào đây này đấy, nếu các bạn mà quên một ký tự gì đó vào đây cho cô, cái chuyện quên là bình thường nhé, không nhất thiết các bạn khi nào cũng phải nhớ đúng không. Rồi cô admit rồi, ok không có admit ha. Rồi đã vào WPASS cho cô, vào JavaScript rồi search xuống cái dưới này, JavaScript object rồi kiếm dưới này cho cô cái event đâu rồi, storage còn search đi, key code event chấm key code đi ha. Đấy đây nhiều lắm, event key này, keyboard event này, vân vân. Nói chung là trong này nó chứa hết mày hết cái này. Ủa nó là bài luôn hả? Cô không muốn cái này, cô không muốn cái này, thử coi nó có cái bài hướng dẫn không, có cái hướng dẫn đấy. Đúng rồi, đây đây key code này các bạn, key này nghe không, quá trời luôn. Đấy event này các bạn, HTML event này đấy, event key này đấy, nó có event chấm key code này, thấy không. Đấy, event viết thường nhé, không phải viết hoa đấy, mà viết hoa là trật lất rồi đó. Ok thấy chưa, một số cái sự kiện liên quan đến mouse rồi là đó, nhiều lắm. Đấy, cô bắt cái key code trước này, key này, key code này, ok. Đấy, vậy mình qua anh này để cô add. Xem bạn nào có admit nha. Rồi, tiếp tục nhé. Mình quay lại anh này. Vậy thì chỗ này các bạn để lại key code thì các bạn để lại chữ event, event chấm key code. Thì nếu anh này á mà nằm trong khoảng từ 0 đến đây, nếu event key code từ 0 tới 9 nha, mình số thì từ 0 tới 9 nha các bạn, 9 đấy, nếu cái này thì hợp lệ, nếu cái này thì đúng, còn không phải cái này thì là nó sai. Ok đây các bạn thử bắt cái anh này nha, bắt cái anh này nha. Đây cô sẽ để cái chấm than ở đây nha. Phủ định của nó là chấm than này. Không phải nó, tức là nếu là nó là dấu và, không phải nó này. Nếu là key code từ 0 đến 9. Bây giờ không phải nó thì tôi để dấu phủ định đằng trước là xong. Thấy không? Rất thú vị đúng không ạ? Rồi alert đi ha. Alert này. Rồi event chấm key code ha. Mình xem nó bao nhiêu ha. Rồi bây giờ cô gõ này, gõ số 2 đương nhiên nó không alert. Ủa sao alert ra 50? Khoan, số 2 từ 0 tới 9 mà. Lớn 0, phủ định của nó nhỏ hơn 9. Ấy ấy sao nó bật ta. Khoan từ từ, cái này hơi kỳ kỳ ha. Key code số 2 50 thì đúng rồi. A là 65. Đúng rồi. Nhưng mà tại sao nó bật? Tại vì tôi đang đóng if mà. Từ từ nha. Event chấm key code mà. À. Vậy thì nó sẽ không. Event chấm key code à? Thì số 0 là nhiêu ta? Vậy thì tôi sẽ phải để số 0 rồi. Số 0 là 48 rồi. 48. Rồi số 9 là nhiêu?
Vậy số 9 sẽ là 48 cộng 9 là 57. Nhón bằng 57. Vậy thì tôi bắt luôn key code của nó. Rồi, còn cái này là ký tự, ok. Vậy thì bây giờ để tôi để số A này, nó 65 nó lấy nó bật ra này. Số 8 nó bật ra này, tôi bị dấu dấu chéo, dấu xóa nó cũng được gọi là một key nhé các bạn. Một cái trường hợp mình nhấn key đó. Đấy. Đấy, chữ đô la dấu thăng cũng bị nhảy này, đúng không? 16. Tức là nó nằm ngoài khoảng từ 48 đến 57, không phải là số. Vậy nếu không phải là số thì tôi sẽ xóa luôn cái số đó. Xóa luôn số đó, tức là tôi cắt chuỗi tôi xóa luôn số đó. Ok không ạ? Tôi không không lấy số đó nữa. Vậy thì cái cùng số của cô đây này. Okay, nếu cô để số 1, số 2 thì bình thường. Đúng không? Đó. Vậy thì sao ạ? Vậy thì có nghĩa là gì? Có nghĩa là nếu như tôi không phải nhập số, tôi cắt luôn số đó đi. Vậy thì nếu không phải số thì tôi sẽ lấy số gán bằng số chấm substring, cắt chuỗi string, cắt chuỗi, nó là một chuỗi các bạn, nó là cắt value, nó cắt chuỗi đây, đồ dài từ từ cái gì ạ? À? Từ đầu, từ number là số 0, từ phần tử đầu, cắt từ phần tử đầu đến cái đồ dài của nó là số chấm len đấy, trừ 1. Ok. Rồi thử nha. Số 1 không sao, số 2 không sao, số 3 không sao, chữ A này. Khoan. Substr. Rồi, coi lỗi gì. Coi nó bảo lỗi gì. Không lỗi. Không lỗi mà không nhảy là sao? Không lỗi không nhảy là sao? Trừ 1 hay trừ 2? Trừ 2. Rồi ok. Lại nha. 1, 2, 3 không sao, chữ A nè. Ủa sao không cắt ta? Số. Không phải cái này thì nó sẽ bằng substring. Khoan. Substr. Từ từ, hàm substr. Cái hàm substring này nè. From từ số mấy đến cái đồ dài, tức là số phân tử nó cắt. À, rồi, ok, hiểu rồi. Ok, tôi hiểu rồi. Tại sao nó không nhảy? Sao nó gán ngược lại gì đấy ạ? Nó phải gán ngược lại anh này cho số. Nó gán ngược lại anh này cho số. Ok. Rồi, chưa gán mà các bạn. Rồi 1, 2, 3 nè, A nè. Thấy chưa? 4, 5 nè, x nè. Ủa, x số mấy vậy? A, B, C, x. Ủa, x số mấy mấy đứa? Sao số x không bị nhảy? 3, A, 4, dấu thăng. Ủa, à, dấu thăng nhảy rồi. Phần chấm x, à, x nhảy này, sao cái này không nhảy ta? Ủa sao giờ lại nhảy khi không? Khoan, sai sai cái gì nha? Bốn v x. Ủa, ê, cái ký tự x này kỳ nha, các ký tự khác ok hết nha. Quy bì nè. W ư kh à. Khoan, ư không bị. Ư là chữ tiếng Việt. Khoan. Vui ha. Đấy, lâu lâu không làm này cũng vui lắm các bạn. Mình coi cái code của cái ư là bao nhiêu. Alert cái ha. À, lâu lâu mình phải test xem nó là cái gì nhé các bạn. Khi mà nó lỗi là các bạn phải check xem nó là cái gì. Ừ. À không bật key code luôn. À vô lý ta. Nó phải nhảy tới khi gõ chứ ta. Z thì 90 đúng rồi nè. X
98 88 nè. Ư à. À xóa cái này khác. Ư. Ủa. Ủa sao ghi ta? Hai số ư ra số W thì ok. Cái tiếng Việt các bạn ạ, à, sao tiếng Việt kỳ hen. Nó phải gọi on key chứ ta. Đấy. Thực ra là on key key press thì nó không ổn lắm nhé, on key press này. Đây. Nó cũng là key đúng không? Nhưng mà khi các bạn gõ thì nó bắt số nó chậm hơn. 1 nè, 2 nè. Ok, bắt đầu chữ A nè. Đấy. Nó xóa trước xong nó mới nhảy số A sau. Thấy chưa ạ? Nó xóa trước rồi mới nhảy số A sau. Rất là dở luôn. Đấy, đó là cái nhược điểm của keypress ấy. Thì các bạn phải bắt cái key up nha. Đó. Ok, đó là key. Để các bạn bắt lỗi. Đúng không? Cái key nó còn có một cái cũng rất là hay, tức là khi các bạn nhấn cái phím enter các bạn thì các bạn làm gì đó giống như khi tôi nhấn phím enter. Enter cái là số 13 đúng không? Thì nó sẽ nhảy sang cái khác. Khi như các bạn có pa cái enter cái nó nhảy sang cái tiếp theo. Đúng không ạ? Vậy thì tôi sẽ bắt cái phím enter. Ví dụ nhá. Tôi lấy ví dụ ha, tôi bỏ comment cái nhập số này lại nè. Đấy, tôi lấy một cái ví dụ nhé. Khi tôi gõ xong tôi enter cái đúng không? Đấy, key up enter. Enter function đi ha, function enter đi ha. Đấy, khỏi bị đúng gì hết. Rồi tôi viết cái hàm function enter ha. Function nè. Ok, function enter nè. Ok. Thì khi các bạn nhấn enter cái nó nhảy đúng không? Gọi ở đâu thì nó nhảy ở đó đúng không ạ? Thì if if đây nhá, event chấm key code ha. Mà bằng bằng 13. Tức là số 13 các bạn thì nó sẽ nhảy tới cái anh này. Vậy thì anh này chấm focus thì nó sẽ nhảy thôi. Rất đơn giản thôi ạ. Anh này là take the password đúng không các bạn? Đây tôi sẽ để là gì ạ? Document chấm get element by đi. Lâu lâu mình dùng cái này dùng cái kia cho các bạn quen ha. Text chấm password password. Đây, chấm focus nha các bạn, chấm focus. Đây. Enter cái nó focus vào ông này. Thử test nha. Rồi. A B C enter cái nhảy chưa ạ? Đây, hay không? ABC hướng tế tế enter cái phạt nhảy rồi enter cái nhảy xuống lúc xin. Nếu các bạn muốn enter cái nữa nó nhảy xuống lúc xin thì ở đây các bạn nhấn key, ở trong này các bạn để cho cô cái key đúng không, on key up cũng bằng, à quên copy chứ, tôi gì các bạn phải gõ nhỉ, copy thôi, Ctrl V gõ nha. Đấy, cái này có để hương TT enter cái ABC gì đó đúng không? Đấy, enter cái nó nhảy xuống lốc sin. À, enter cái thì enter này thì phải hàm khác nó phải nhảy tới lốc sin. Nó next 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 tới cái tiếp theo. Đấy, các bạn có thể viết hàm dùng làm sao để cho thuận tiện nhất ha. Enter cái thì focus anh này, enter cái focus anh này, vậy thôi. Đó. Thì trong cái phần mà xử lý này này, gọi là event handle này này, các bạn có thể viết nhiều câu lệnh ở trong này luôn nhá. Có thể viết vừa hàm vừa câu lệnh được luôn. Ok, thoải mái. Miễn là các câu lệnh cách nhau bởi dấu phẩy. Chấm phẩy, xin lỗi, chấm phẩy là được thôi. Viết thoải mái luôn ha. Cái này thì các bạn đừng có viết cái này. Mà các bạn viết là gì đấy ạ? Document.query selector. Nhảy tới anh bất tấn. Đúng không? Bất tấn. Đó, chấm focus. Focus. Thế thôi. Viết thoải mái, các bạn viết thoải mái luôn. Ok, enter cái nha, ABC enter cái xuống, enter cái nhảy xuống lúc gì. Ok, enter thực hiện công việc gì đó. Thì cái đấy là bắt phím key. Đấy, các bạn thấy tự nhiên là sao mình code HTML mà sao nó dễ vậy. Đấy, mình hoàn toàn sử dụng phím mà không sử dụng nhiều chuột ví dụ thế. Thì các bạn có thể điều khiển phím được ha, bằng cách là các bạn bắt từng cái phím bằng cách là dùng cái key code.
thì muốn biết cái key code của phím đấy là mấy, các bạn không cần nhớ. Ví dụ như là cô biết nhiều, cô sẽ nhớ là A thường là 65, A hoa là 93. Còn các bạn nhớ làm gì? Hiểu không? Đấy, giữa hoa và thường cách nhau 32 ký tự, ví dụ thế. Các bạn nhớ làm gì? Các bạn làm nhiều mới nhớ nha, không làm nhiều thì các bạn cứ alert xem nó là cái gì. Bật lên xem nó là cái gì, sâu lên. Xem cái key code đấy là gì được thôi. Hoặc là lên mạng các bạn tra nó. Ha, có cái bảng á, khi đó các bạn tra nó thế thôi. Đó, đó là cách học ha, không cần phải các bạn phải nhớ từng cái một nha các bạn. Ok, chắc cái này mình dừng tí nhỉ. Nhiều quá. Cô thấy